gánh hết hàng hóa, từng dòng quay lại xoay những dòng đời. Đêm nay, Lotto Show Gánh Hát Gàn Hoa sẽ trở lại cùng khán giả và tiếp tục với phần thể hiện của hai đoàn Sài Gòn Tân Thời và Dòng Thời Gian ở chủ đề 2. Sân khấu sôi động, tình tiết kịch tính, những câu hát rao Lotto ấn tượng và những câu chuyện mang đầy thông điệp. Các tiết mục có sự hỗ trợ của các nghệ sĩ hài như Gia Bảo, Minh Dự, Quốc Khánh và Hữu Đăng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả và ban giám khảo một đêm thi đầy tiếng cười và hấp dẫn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đêm thi ngày hôm nay với phần dẫn chuyện của MC nhà báo Trác Thúy Miêu. Chào mừng quý cô chú bác anh chị em đã đến với chương trình Lotto Gánh Hát Ngàn Hoa, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang tổ chức thực hiện. Kính thưa quý vị, những gánh lô tô vẫn rong ruổi ngày đêm, mang đến nụ cười và những câu chuyện vui đến tất cả quý vị khán giả. Nhưng câu chuyện thật sự đằng sau nụ cười của gánh lô tô sẽ được các đoàn thể hiện trong đêm thi hôm nay với đề tài hài. Và đề tài này sẽ được đánh giá bởi quý thành viên ban giám khảo của chúng tôi. Xin mời giới thiệu xuất hiện trên sân khấu giám khảo thường xuyên nữ ca sĩ Phương Thanh. Sĩ ưu tú Hữu Quốc và giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Đoan Trang, nữ diễn viên trẻ Khả Như. Xin cảm ơn quý ban giám khảo và xin mời quý ban giám khảo trở về vị trí của mình trên ghế nóng để cuộc thi có thể được bắt đầu. Gánh hát hàng hóa, từng dòng quay lại xoay những dòng đời. Gánh hát hàng hóa. Đào qua đây. Vâng, bác sĩ ơi, cho đề đi bác sĩ. Bác sĩ cho đề đi bác sĩ ơi. Trời ơi, làm cái gì mà đi qua đi lại chóng mặt quá à. Vô đây ngồi nghỉ đi. Em đau bụng mình đi cho nó bớt đau. Thì ngồi ở đây đi. Nhức cái đầu à. Chị. Gì vậy? Chị không đau bụng hả chị? À, đau bụng hả chị? Ủa có bầu bộ cũng đau bụng đấy hả? Ủa sao tôi có bầu mà tôi không có đau, tôi đói mà tôi ăn dữ lắm. Ăn miếng đi, ăn miếng nha. Chắc chị ăn riết thì chị quên đau luôn rồi đó. Mà em hỏi nè, sao bản là ghi là 7 giờ làm việc mà bây giờ 7 giờ rưỡi rồi bác sĩ vẫn chưa có khám vậy chị? Trời ơi đừng có la trời. Ở đây tôi khám nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm tôi biết. La quá một chút xíu nữa bà khó lắm nha, bà không khám cho mấy bà đó. Cho mấy bà tới chiều luôn đó. Mà đau muốn chết luôn. À, sao mà không... Trời ơi, để em đứng. Đau quá, trời ơi. Trời ơi, làm mà ồn ào quá vậy. Trời ơi, con chị nó đang đánh tennis trong đây nè. Dạ, trời đất ơi, ai? Ai mới tới đây khám bệnh mà la lối sùm quá chị? Hả? Cũng chị nữa đó, cũng chị đó chị. Trời ơi, tối ngày chị đi khám bệnh mà chị tới chị la lối sùm à. Cái bệnh viện người ta một cái chợ hả? Đó, coi đó tới rồi ăn uống hả, như cái nhà hàng à. Làm gì kỳ cục khó coi quá. Nè, một mình chị á, chị ăn chị xả cả đống rác ra rồi đó. Tôi nói chị hoài à. Trời ơi, có bầu thì lâu lâu người ta đi khám một lần thôi. Bà ngày nào bà cũng đi khám, lần sao vậy? Dạ hả? Không có, dạ em đi khám em sợ bị sình bụng, em ăn nhiều quá em sợ sình bụng á. Ủa là giờ bà đi khám sình bụng hay là đi khám thai? Dạ đi khám thai sình bụng. Trời, bây giờ nè, muốn khám phải không? Dạ. Dọn dẹp rác xong rồi ha, đợi đi cuối giờ chiều khám. Mệt quá. Ủa lần sau cô y tá? Là cuối giờ chiều mới được khám. Chiều mới được khám hả? Ừ. Ê, đâu hả? Đi ra ngoài mua đồ ăn thêm, đợi ăn tới chiều vô khám. Trời, bà vô bà xả nữa bà chết với tôi đó nha. Ủa mà bác sĩ sao nói là 7 giờ làm việc mà giờ 7 giờ rưỡi còn chưa khám? Thì tôi ghi làm gì? 7 giờ làm gì? Làm việc. Thì tôi làm việc khác. Việc gì? Trời ơi, nhiều khi tôi dậy nè, tôi phải đánh răng nè, súc miệng nè, rửa mặt nè, trang điểm dặm nền sơ sơ. Trời ơi, chừng nào tôi ghi 7 giờ tôi khám đi rồi nói.
hôi quá trời, da chưa kịp trang điểm luôn nè. Cái mặt bác sĩ mà chưa trang điểm đó hả? Mặt này là mặt mộc nha. Trời Phật ơi, chưa có một tí mỹ phẩm nào trên mặt nha. Trời ơi, bây giờ đau bụng quá phải không? Đau muốn chết luôn, vậy thôi khám cho tôi trước đi. Đau bụng quá trời, cuối giờ chiều khám với bà kia luôn nha. Trời ơi, còn chị này có đau không nói luôn? Dạ em không có đau. Bà không đau mà đi khám bụng chi vậy? Ôi da, trời ơi bác sĩ nói chị vừa nó đau rồi nè. Ui da, đau không? Đau chưa? Đau chưa? Đau rồi. Ui da, chiều khám luôn. Trời đất ơi, vậy tới rồi nè. Alo, gà lơ ngơ hả? Anh còn gọi cho heo ngốc nghếch làm gì nữa? Trời ơi, anh nói gì? Anh đừng có nói gì hết trơn á. Anh nói tôi chảnh hả? Xin lỗi anh nha, anh thừa biết tôi là hoa khôi của trường mà. Ở chắc trường phục hồi nhân phẩm á. Chị này, cái gì? Anh cứ tối ngày vụ tôi bắt Pikachu. Bắt ở đâu không bắt, rủ vô khách sạn bắt. Bắt làm sao giờ nguyên con Pikachu nó lọt ở trong bụng tôi luôn rồi nè. Trời đất ơi, anh tính sao thì anh tính đi nha. Anh mà tính không được á là tôi nghỉ chơi, tôi bo xì anh luôn đó. Rồi xong chứ cưng? Hết rồi chị. Hết cái phần độc thoại rồi hả? Ngồi chờ khám, chiều khám luôn đi. Mệt quá. Trời ơi, ai giờ này mới tới vậy? Chạy xe ra ngoài, chạy xe ra ngoài. Trời đất ơi, đi khám bệnh hay là đi đua xe? Xin lỗi chị, xe mới đứt thắng đó chị. Trời, em phải thắng trường hao ngoài cổng vô đây nó mới dừng lại đó chị. Thắng trường hao ngoài cổng rồi hả? Dạ. Thắng trễ chút xíu nữa là lọt mất chiếc xe rồi đó. Đừng có gây lộn với nhau, tụi mình gây lộn với nhau như vậy đó, ba đứa con trong bụng nó cười đó. Nhưng mà nó khó ưa quá chị thấy không? Thôi cầm tiền cho vui đi. Nhỏ này dễ thương lại liền. Nó nghe nè, hai chị em đi khám thai á hả? Gì? Nhìn vậy mà chị em, tôi giỡn đỡ cho bà. Tôi tưởng mày bà nội bà không đó. Rồi bây giờ nè, cái chuyện chiếc xe nè, bây giờ tại sao bả giữ xe ngoài kia không gửi, chạy vô đây rồi ai gửi? Không lẽ giờ tôi phải ra cái tao để đó đi, lát chị dẫn vô cho. Trời đất ơi, sao đâu, để đó đi, để đi thì được, không sao đó. Gì ghê vậy trời? Trời ơi chị, cái gì chị cũng làm được anh em. Em ơi, hết chỗ ngồi rồi. Chị tránh hoàng bên đi. Còn mấy bài nữa, có tay có chân không? Đứng dậy hết coi. Em, người ta vô trước, người ta ngồi trước là đúng rồi. Tụi mình vô sao mà, đừng có hỗn hổ người ta quánh từ hô mà thành mớm kỳ lắm nha em. Để đó cho chị. Mấy chị ơi, nè. Ê, đồ đạc đó hết trơn rồi. Trời ơi, mấy chị ơi. Mấy chị ơi, nói nghe nè. Lượm được cái vỏ ngoài của ai ngoài đó nè. Coi trong đây có gì không? Gì đồ vậy? Của tôi mấy mẹ nè, đã xấu còn hôi của nữa nha. Nha. Trời đất ơi, à thôi bây giờ trật tự được chứ vậy. Hả? Cái chợ hả? Em ơi, chị khát nước quá em ơi. Khát nước hả? Mua nước chị uống đi. Bây giờ nào không khát gì, đợi giờ đẻ khát vậy trời. Chuẩn bị khám nó khát quá. Trời sao chị ngồi lặt rau ở đây vậy chị? Làm gì vậy? Mấy người muốn làm gì làm đi, chuyện của người ta. Muốn làm cái gì má qua gốc má làm. Chị làm chuyện riêng mà làm cái chánh điện gì chị? Trời đất. Trời ơi. Trời ơi, bếp còn mới thấy ghét không trời ơi. Cái đầm bả mặc trùng áo cái nồi lẩu luôn á. Trời ơi. Trời quá. Trời đất ơi, rồi bây giờ lấy nước uống đi. Ở đợi đi chứ. Có bầu 9 tháng sắp đẻ nó được, còn đi mua nước cho bà nữa. Thôi ráng đi cưng. Căng tin lầu mấy vậy chị? Lầu 15 á. Ở đây lầu mấy? Lầu 1. Đi thang máy cho lẹ. Bệnh viện làm gì có thang máy. Sao vậy? Bệnh viện nào không có thang máy. Em phải đi bộ 14 lầu hả chị? Đúng rồi, biết sao không? Chị có đề xuất làm thang máy mà 15 năm nay chưa có thang máy luôn em. Trời đất ơi, đi. Em đi bộ 14 lầu mua nước cho bà. Đi đi rồi dễ xanh dễ đẻ. Con ơi mẹ xin lỗi, con mẹ ngu quá. Mong là tới đời con có thang máy. Trời ơi. Trời, ông định trật tự hết chưa? Dạ, kính thưa tất cả các chị bầu thân mến, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập cái bệnh viện này. Và cũng như là 15 năm cái bệnh viện này chưa hề có thang máy. Vì vậy, thay vì đó mỗi ngày chúng ta đến đây bốc số để làm cái gì? Để vô khám bình thường phải không? Thì hôm nay bốc số rồi phải chơi một trò chơi mới được vô khám. Đó là chơi kêu số lô tô. Có nghĩa là bốc số xong mình hát bài hát tương ứng với cái số đó hả? Đúng rồi. Cái bài này chắc hồi xưa bác có làm lô tô nè. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu. Mời người đầu tiên, Quỳnh Văn Thịnh. Dạ.
Mọi người ơi, em vẫn là heo ngốc nghếch nha mọi người. Kêu lộn rồi, em khám đại chứ em vẫn là heo ngốc nghếch nha. Quỳnh Văn Thịnh. Dạ. Phải em không? Dạ em là heo ngốc nghếch. Dạ. Heo ngốc nghếch thì đi về tay khám thú y. Thịnh heo ngốc nghếch. Dạ. Mời bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bằng bướm bướm. Bướm bướm bên bông bò bằng bay bay. Còn số 2, còn số 2, còn số 2, còn số 2. Lần đầu tiên tôi nghe hát nhạc thiếu nhi bằng bolero đó. Hay quá, công nhận nha. Cương là một người rất là thông minh. Thế nào con sanh ra cũng thông minh và kháo khỉnh cho coi. Em cảm ơn chị. Rồi, chị ơi chị nè. Em mua nước xong cho chị này chị ơi. Nhanh đi Cương để chị khám nữa. Ồ, em không á. Rồi, Thịnh ơi, Cương vô đây khám thai phải không? Dạ không có, em vô đây em phá thai. Trời! Con! Mẹ! Mẹ nghĩ sao vậy con Nguyễn? Đứa nhỏ trong bụng mày, nó chưa có nên hình hài dốc dáng gì hết trơn á. Mày phá nó rồi con. Mày có tình người không vậy con? Rồi mày làm vậy á, thí dụ nhẹ đó thì mày vô sinh. Còn nặng đó, mày chịu nghiệp quả báo thôi, đời sau chưa hết đó con ơi. Thôi bà bình tĩnh lại đi. Con xin lỗi mẹ. Mà mẹ là ai vậy? Mẹ là... mẹ là người đi đường, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Con có điện thoại nữa nè. Ê, alo. Chửi anh còn gọi cho mày, tôi làm gì nữa hả? Chửi nó kêu mày phá thai mà chửi nó cho tao. Anh nghĩ sao tôi bỏ con tôi. Chửi nó. Tôi bỏ cái mặt của anh á. Đâu? Anh là... đúng rồi, chửi nó đây. Vì chửi phụ cho. Chửi. Điện thoại của người hết pin là chửi 4 chữ thôi nha. 4 chữ không? Chửi 4 chữ là cái đồ... chửi đi, chửi. Cái đồ dạng sự như ý. Sao tôi lộn nó vậy? Thấy cái liền tết kìa lộn. Cái đồ con nít có bầu. Trời ơi, con chửi con nữa. Trời ơi, tao chửi mày xin lỗi. Cái đồ làm nó có bầu. Giả nhân giả nghĩa. Đồ độc ác. Ê, bà có đi học không? Người ta kêu chửi 4 chữ mà. Đồ độc ác ơi. Trời ơi, bác ơi, gì vậy mà. Mày nói cái đồ, tháng năm rực rỡ. Trời ơi, phim mới coi hôm qua. Bà này sàm vậy. Mày nói đồ, thành kính phân u. Chửi, chửi chị. Chửi. Cái đầu con chiên dương sao? Trời ơi! Bà ăn không à? Gà khóc chết rồi. Alo. Trời ơi, anh chết chìm trong cái nồi lẩu luôn rồi đó. Trời ơi. Mấy cô bây giờ con biết rồi. Con hứa là con sẽ đẻ đứa nhỏ ra. Con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều nha. Bắt lòng hai chú. Ở đây ai chú con? Con nói một câu bích lòng cả đám đó con. Con cảm ơn mấy cô. Con về con kiếm gà ngốc nghếch để con xây dựng gia đình. Tạm biệt mấy cô nha. Về đi con, về đi. Hy vọng là đứa trẻ không giống con nha. Con nhỏ dễ sợ bà y tá. Khám. Tội nghiệp ghê. Em ơi, chị dạ. Thắt nước quá em ơi. Em... nó đổ rồi. Là em tức của em quăng rồi chị. Thôi đi lấy cho bà ly mới đi. Trời bi nữa đó hả? Mua chị ly khác đi. Chị y tá căng tin lầu mấy chị? 15. Ở đây lầu 1 đi bộ 14 lầu phải không chị? Sao biết? Cái nào nhục nhục em nhớ rõ lắm chị. Đi. Con ơi mẹ lại ngu lần nữa. Hy vọng tới đời con có thang máy nghe con. Chị nào có tàu điện ngầm mới có thang máy. Mệt quá à. Mời người tiếp theo. Lâm Quốc Khải. Ê, em được khám rồi. Có thật, ai có chừng. Rồi. Anh đau quá. Rồi, cảm đau rồi bóc số lẹ đi. Rồi, Lâm Quốc Khải bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba.
cả nhà ta cùng yêu thương nhau, gần nhau là nhớ, xa nhau là cười. Con số 3. Con số 3. Con số 3. Cười cái này, số 3. Số 3 rồi hả? Ở gì mà gia đình gì ngược ngạo vậy? Xa nhau mới cười. Dễ sợ hả? Thích cải lương lắm phải không? À, tao biết hay vậy. Trời ơi, nghe nói chuyện vô dây là chị biết liền. À, chị cũng thích cải lương lắm đó. Hả? Chẳng hay tiểu thư tên gì? Sơn ca. Sơn ca. Sơn ca ơi em nằm đây. Trời ơi, Sơn ca nó nằm băng ca rồi. Gói trọn tim này. Nó bị đau tim hả? Chờ nghe lời anh ru mộng. Bà bị mộng du đó. Chẳng hay hoàn cảnh gia đình Sơn ca ra sao? Quyền quan ơi thân khai giá chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quanh hiu chẳng khoai bầu bàn tuổi phận đang coi buồn trong canh vắng còn bị vô quan chứa cấp đồ gian bơi người ám hại em phải làm sao nhờ quan đói á, thương tên. Ê trời ơi, có sao không? Rồi đi vô trong liền. Vô luôn, vô luôn, đẻ luôn, đẻ luôn. Đói thương tình là vô phòng số 9 nha. Trời ơi, rồi 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 rồi. Có người tiếp theo đi, lẹ đi nè. Tiếp đi. Nguyễn Chí Cường. Trời ơi, tôi á. Gái tên Nguyễn Chí Cường. Trời ơi, bà đi lẹ lẹ rồi, bóc số. Bóc Nguyễn nè. Chí Cường bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Con cò bé bé nó đầu cánh tre, đi đâu 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 đi đâu. Đi không hỏi mẹ. Ôi biết đi đường ý nào. Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Giỏi quá. Trời ơi, hát đã rồi, răng số 6 rồi. Lịch sự đi nha. Hả? Mình đi khám bệnh thì mình phải tháo ra nha. Không có được. Tôi có lý do. Lột ra tôi khám. Lột ra đi chị. Thôi lột vô lòng. Lột ra đi chị ơi. Bộ điên hay gì vậy? Trời ơi bà ngoại. Giống thần linh ơi vậy. Trời ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn để xảy ra chuyện về với ngoại? 83. Trời ơi, 83 tuổi mà sao để có bầu? Sao vậy? Trời ơi, ngoại bị dở kế hoạch con ơi. Trời ơi, tôi ghét dễ sợ à. Trời ơi, mà đi đâu mà để dính về vậy? Đi họp offline chị Đoan Trang. Trời ơi, offline. Ừ. Trời ơi, đông lắm, fan chị Đoan Trang đông lắm, không có nhớ. Trời ơi, nhưng mà phải, nhưng mà tại sao ra cái chuyện này? Trong cơn say ta đến bên nhau. Trời ơi, ngoại ơi, nhưng mà phải nhớ mang máng là ai chứ? Không có nhớ, nhưng mà cái mặt hao hao anh Hữu Quốc. Trời ơi, ngoại gan thiệt luôn á ngoại nha. Chị ơi, em muốn đẻ chị ơi. Ngoại, ngồi đi ngoại. Nước em. Ây da. Bởi vậy á, con nói với ngoại rồi, ngoại lớn tuổi rồi không có được có bầu. Thì ngoại lỡ có bầu rồi con. Không được. Trời. Má. Con. Má nghĩ sao vậy? Lần nào mới lên mới thăm con cũng có chuyện hết trơn rồi. Má nhớ đợt trước mới lên thăm con không? Ta đổ thừa má cắp mấy lít gạo của người ta. Trời ơi. Rồi bữa nay mới lên thăm con rồi mới có bầu, người ta đổ thừa má ăn cắp tả của người ta nữa. Rồi má nghĩ coi, đầu má hai thứ tóc rồi, rồi má đẻ con má ra, con má vừa vô nôi là má vô hòm. Bà nói như vậy mà nghe được hả? Bà có biết bà đang nói chuyện với ai không? À, bà đang nói chuyện với má của tôi là má chồng của bà đó. Nhưng mà má đẻ ra
rồi cái dòng cơ họ mình bị bôi cho trét trâu hả mình? Thì tôi sẽ nuôi. Con ơi con, mà tin sao? Con ơi mà xin lỗi con, mà con là ai vậy? Con là người đi đường, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Y tá, khỏi hỏi luôn y tá. Mà biết mà sai rồi, mà xin lỗi con dâu. Dạ. Mà xin lỗi. Bà kêu tôi con trai bà khỏi đẻ luôn đó. Má xin lỗi, con chị em bạn gì? Cảm ơn má. Rồi, mời má vô trong luôn nha, cầm nón vô. Phòng số 10 nha má. Ừ, cảm ơn rồi, con. Rồi, rồi, đi lẹ lẹ má ơi, trời ơi à, rồi. Ui, ui da. Em 9 tháng lại 1 ngày, bác sĩ ơi, cho em vô khám lẹ. Rồi, Trần Minh Dũng. Cái gì? Dũng, Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng là em, Trần Minh Dũng là em. Em là Minh Dũng hả? Em Minh Dũng. Trần Minh Dũng bóp xô. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Ghé bên Linh Kiều qua cầu Cần Thơ. Anh Đàn ơi, cái tên anh ngưng đi. Em bị khó vô dây anh hiểu không? Trời ơi. Bây giờ mới để em tự hát chai, em tự canh dây em luôn nha. Vô lại đi, vô. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em, bánh bia Dũng thơm. Vô. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Ơi nhớ thương mình nhiều, đêm nằm chợt nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Em ngựa ngựa em ghép hai bài giờ em có số nè chị. Chị nói thiệt, hồi nãy em hát bài, hồi nãy hát luôn á là em đẻ hai đứa rồi đó. Ngay cái chứ mình nhấn số 9 là vô đẻ rồi. Trời ơi, bà đặt ngựa mát sức chi giờ nghỉ đẻ luôn rồi. Dần sao chị? Em ơi, chị khát nước quá. Chị chưa được uống nước. Em mua nước cho chị rồi. Nước đổ rồi. Hồi nãy em tức em quăng nữa hả chị? Trời ơi. Đất ơi. Giờ đây mình đi mua nước cho nó hả? Mua đi. Giờ đây là 15, là 15 là con tin, đây là một đi bộ 14 lòng nữa phải không chị? Sao vô đây ăn cắp hả chị, biết hết trơn vậy? Nhục nhục là em nhớ rõ lắm chị ơi. Đi đi. Con ơi mẹ lại ngu lần thứ ba. Chưa có tàu điện ngầm mà ngu hoài. Đúng rồi, mong đời con có thăng máy rồi. Đi đi. Rồi, người tiếp theo. Nguyễn Huy Thanh. Hả? Anh Thanh. Dạ không phải, Diệp Thanh Thanh đây ta. Nguyễn Huy Thanh lên qua lẹ nè. Rồi. Mời chị Nguyễn Huy Thanh bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. Rồi sao nữa nè? Ngay từ khi em biết em có thai, em biết em có bầu. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. 23. Bà đảo cái bầu với cái thai tới lui hai lần bà ra số à? Dạ 23. Bà hát một bài quê vốn luôn cái bầu còn đó luôn á. Dạ. Rồi. Vô trong stand đi. Ôi da, ôi da bác sĩ. Sao vậy? Ôi, ôi em đau quá. Sao vậy? Đứng rồi, đứng rồi. Bác sĩ em đau quá bác sĩ. Đi vô stand chị. Stand rồi. Bác sĩ em ăn miếng em đau bác sĩ. Ăn cái gì nữa? Cái gì vậy? Rau câu dừa. Trời ơi à. Xanh nở ăn rau câu dừa ăn chi? Dạ cho nó trơn trơn dễ đẻ. Trời ơi. Đi vô lẹ đi đi. Thẳng vô. Ôi da. Anh lên đi thẳng vô. Đó. Mệt muốn chết là người cuối cùng. Lữ Hoàng Gia Bảo nè. Em ơi chị chưa chuẩn bị tâm lý em ơi. Chị chưa. Tới chị. Chị chưa chuẩn bị tâm lý. Đợi bà thôi nôi rồi bà mới đẻ hả? Hả? Ủa? Tất cả những con người đi qua đời chị hết rồi hả? Qua đời hết rồi chị. Bây giờ sao? Tới số chị rồi đó. Tới số rồi hả? Ừ. Diêm Dương cho em xin số đi. Diêm Dương. Y tá cho phải Diêm Dương nha. Dạ, dạ, nha. Dạ cho xin cái số đi. Bóc đi. Dạ cảm ơn. Rồi Lữ Hoàng Gia Bảo bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, hay quá. Bao ngày mẹ mong
con chào đời, ấp trong đáy lòng của một dáng hình, đứa con hồn nhiên sẽ lớn dần. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi ta sinh ra con. Ê, thái độ gì vậy? Cái bụng mình không vỗ nơi đã sinh ra con. Vỗ vô đây nó động ta hay sao? Rồi tôi mới có 4 tháng rưỡi mà. Dạ. Cái chân nó để không làm cái gì? Đây là nơi đã sinh ra con. À, hiểu nó rồi. Đúng mà. Sợ động thai. Mượn cái chân vỗ nơi đã sinh ra con. Trời ơi, thông minh quá trời luôn á. Chưa có số á. Này con yêu ơi, con lớn khôn. Số 4. Đứa con cục ngủng luôn hả? Đúng số 4 luôn nè. Trời ơi, hay quá hả? Hên ghê không? Ủa đây đây nè. Ừ. Rồi, hát hay quá, đi vô trong khám. Chưa uống đi. Nước, chưa vô được, chưa uống nước. Chị ơi, mua nước cho chị rồi nè chị ơi. Em ơi, lẹ đi em ơi, nước đâu em? Trời ơi, mày ẩm con ai vậy? Trời ơi, sao đi bắt cóc con người ta? Con em đó. Cái... em đẻ rồi, thấy cái bụng chập lép không? Trời ơi. Sao? Trời đất ơi. Nó đeo bao tay, nó đeo bông gòn trong lỗ tai luôn rồi chị ơi. Vậy chị, rảnh rảnh tháo giùm em. Ù ù khó nói chuyện quá chị. Sao vậy, sao rồi? Nó nghe nè, em đi bộ 14 đồng mua nước cho chị đó. Ừ. Đi ngang lầu 8 đầu bụng vô đẻ luôn rồi. Trời ơi. Rồi. Bác sĩ nói giờ làm như là siêu âm, nói là như em đi bộ nhiều quá em khỏe ăn sao đó. Để con xong cho về quê khỏi là bệnh viện luôn. Sao đó ơi, hay vậy? Dạ. Nhưng mà bây giờ chưa khát nước quá à. Nước nè. Nước đâu? Anh em đẻ xong em mệt uống hết của chị rồi chị ơi. Lấy nước chị uống em mua tiếp đi chứ. Trời đất ơi. Đi đi, ráng đi đi. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Con mẹ... anh nằm ở đây đẻ rồi nhìn cái bụng hoài. Em đẻ với con gió thoát qua em không nhớ em đẻ rồi luôn á chị. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mong là tới đời con có thăng máy rồi. Chị có làm mẹ nó nghe nè. Dạ. Biết lầu nào không? Lầu mấy? Lầu 3. Dạ. Lên lầu 3 có canteen đó. Chị ơi, chị chưa đẻ chị sản phải không chị? Sao? Em nhớ chị nói lầu 15 á. Đâu có, bệnh viện này tầng nào cũng có canteen hết á. Tầng. Nín con. Lấy con em khóc phẫn nộ chưa chị. Trời ơi. Sao nãy nó lầu 15? Lầu 15 nhà chị thầu cái canteen đó. Sao chị ác dữ vậy chị? Trời ơi, em phải cảm ơn chị, em đi tới đi lui giờ mẹ tròn con vuông nè. Thế mệt chị quá. Đi đi. Cái gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Gì nó trưởng tới. Thằng Dũng. Nghe. Thằng Dũng bước qua đây. Trời ơi, bữa nay mày bày đặt chơi cái trò giả gái này. Ê. Nữa hả? Coi đó, hồi xưa á, con tôi nó mới có hờm hờm mà qua đây chơi với mấy người riết rồi, bây giờ nó chín luôn rồi đó. Cũng mày không, mấy cái người này về thuê đất á, tao nói là không có được rồi. Cái mày nói ôi người ta tội nghiệp lắm, cho người ta thuê nhà người ta ở đi. Ờ, tội nghiệp đâu, đi ca hát gì 2-3 giờ sáng mới về, trang điểm thì lòe loẹt, ăn mặc không giống ai. Coi đó, rồi á, ồn ào náo nhiệt như cái chợ vậy. Chưa kể mấy cái bữa mà ế xô gì đó, cái bắt đầu rảnh ở nhà không, cái bắt đầu mấy bữa cái rảnh không biết làm gì, cái lấy cái nhà tôi ra trang trí để coi coi bữa nay trang trí gì vậy. Gì trả lời bệnh viện hả? Bệnh viện phụ sản. Trời ơi, có khùng không? Tỉnh lại đi. Đàn ông sao đẻ? Mẹ! Khùng hết rồi. Tụi em biết là tụi em đâu có đẻ được đâu chị. Nhưng mà tụi em vẫn ước mơ một đứa con cho riêng mình. Dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Đó là những cái lời ru mà tôi dành riêng cho con của tôi. Tụi tôi có một cái ước mơ, đó là có cho mình một đứa con. Nhưng tất cả đều không thể nào thực hiện được. Vậy mà có những người khi sinh con ra rồi lại đem bỏ nó đi. Sao mà độc ác quá vậy? Mẹ ơi, con có lại gì đi nữa
Thì con cũng là con của mẹ mà mẹ. Họ cũng như con. Mẹ kinh rẻ họ là kinh rẻ con đó mẹ. Ước mơ của một đứa con cho mình là ước mơ chính đáng mà mẹ. Dạ. Và ước mơ đó cũng chính là ước mơ của con. Mẹ không thương con hả mẹ? Cho dù ước mơ của chúng tôi không hại ai hết, nhưng chúng tôi biết mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Phần thi của mình. Vâng, không chỉ là những nụ cười mà còn là một thông điệp xã hội đã đến qua phần thi vừa rồi của Đoàn Sài Gòn Tân Thời. Và chắc chắn rằng là mặc dù thông điệp xã hội rất sâu sắc, nhưng những tiếng cười đầu tiên đã đáp ứng được yêu cầu của nữ giám khảo Phương Thanh. Các bạn thí sinh phải lầy hơn cả nghệ sĩ tham dự. Chị thấy như thế nào ạ? Cảm ơn các bạn đã cho Phương Thanh vừa khóc vừa cười. Cái điều khó nhất của người diễn viên khi mà cười thì dưới khán giả lại khóc, mà khi các bạn khóc thì dưới đây lại cười, đó là tâm lý ngược khó diễn nhất. Cảm ơn các bạn về mặt cảm xúc. Về phần kịch bản, không những thông điệp hay, về những cái hiện trạng xã hội hiện tại bây giờ, cái hiện trạng mà phá thai rất là đáng lên án. Và các bạn đã giải quyết vấn đề rất là hay bằng một giấc mơ. Có những người phụ nữ mơ có con nhưng cũng không làm được. Một giấc mơ chính đáng, thông điệp rất nhân văn. Kịch bản có những cái đường dây kết nối rất là lạ. Và các bạn đã dồn hết tất cả những tâm huyết của mình vào vở diễn. Đó là cái thành công của Sài Gòn Tân Thời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin mời ý kiến của nữ giám khảo Đoan Trang. Xin khán giả cho một tràng pháo tay nữa cho các bạn. Rất là có duyên. Một tiết mục các bạn tạo nên các nhân vật, trong đó là tất cả đều giống nhau, đó là mang bầu. Và ở đây thì Trang không còn nhận ra ai là chuyên nghiệp, ai là chưa chuyên nghiệp, bởi vì các bạn có thể tung hứng với nhau một cách rất là nhịp nhàng. Mỗi người đều diễn rất là đậm đà cái nét duyên của mình. Chị cũng rất là bất ngờ, Thịnh là chị gặp ở trong đoàn phim, một người trợ lý rất là đắc lực ở trong đoàn phim và để lại nhiều ấn tượng rất là tốt đẹp cho cả đoàn phim, bởi vì em làm việc quá sức là nhiệt huyết và rất là dễ thương. Mà ngày hôm nay chị không ngờ là em có thể diễn xuất tự nhiên như vậy, và giọng hát của em cũng rất là hay. Tất cả các bạn biểu diễn tạo nên một cái mạch cảm xúc cũng như một cái mạch câu chuyện rất là liền lạc. Đó, Trang nghĩ là một cái nét thành công mà các bạn có được, trong khi cái tiết mục này rất là đông diễn viên. Rồi thêm một cái mà Trang rất là thích nữa là các bạn lồng ghép cái chuyện đưa cái lô tô vào trong cái bệnh viện. Tại vì khi mà mấy bà bầu tới thì phải bốc số không? Thì bốc số thì là nói cái số của mình cho y tá. Thì các bạn đưa cái nét lô tô đó vào thì cũng rất là có duyên ha. Và đặc biệt nữa là các bạn gây được cái bất ngờ ở cái kết. Các bạn lồng ghép những cái ước mơ mà không bao giờ những ước mơ đó được trở thành hiện thực. Một lần nữa Trang chúc mừng các bạn rất là tốt. Vâng, cảm ơn nữ giám khảo Đăng Trang và xin mời ý kiến của nữ giám khảo Khả Như. Đầu tiên là cảm ơn Minh Dự với Gia Bảo, bởi vì hai người đó là giống như là quả bom trong một cái kịch. Hai người đó mà bung là không biết đường đâu mà lần. Nhưng mà khi mà đến với cái kịch này, em cảm thấy được cái sự nhường nhịn ở trong đó, dằn mình xuống. Dằn mình xuống để cho tất cả những người còn lại bay lên. Khi mà nhìn thấy những bà bầu như vậy thì em với anh Hữu Quốc có xoay qua nói, có thể đây là một giấc mơ hay là một ước muốn. Thật sự là em có đoán được cái này. Nhưng cái cách diễn của mọi người á, làm cho những thứ dễ hiểu, dễ đoán, làm cho người ta vẫn tin được và vẫn theo dõi được. Em thấy được cái sự đồng điệu của từng nhân vật. Cái quan trọng nhất trên sân khấu đó là làm cho người ta tin đó là nhân vật thiệt. Tôi thích cái bà mà nấu lẩu khủng khiếp. Trời đất ơi, bà cứ ăn rồi cái bà cứ lủi lủi, bà nấu nồi lẩu mà cứ nhìn qua là thấy bà vẫn diễn bám nhân vật khủng khiếp. Và tất cả mọi người ở đây ai cũng như vậy hết. Như cảm thấy cái đoàn lô tô này thiệt đúng nghĩa luôn, cái sự gắn kết và tuyệt vời. Em cảm thấy rất là thích những cái thông điệp này. Em tin chắc rằng nếu như mà khán giả mà xem những cái chương trình thì đều có thể thấy những cái thông điệp này. Nhưng
để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó một cách thoải mái mà người ta coi người ta tự nhói, đàn bà phụ nữ coi cũng nhói. Thì đây là một cái sự thành công dành cho nhóm, một tràng pháo tay dành cho nhóm ạ. Phải nói là đứng ở góc độ người quen làm biên tập nội dung thì độ nén về thông điệp của một kịch bản tưởng như là hài hước, vậy mà biết bao nhiêu điều để nói, cách giáo dục con cái, mộng ước của một người không bao giờ được làm một người mẹ, sẽ dạy con mình như thế nào, sẽ không cầm iPad, sẽ không cầm điện thoại, biết bao nhiêu thứ để đủ thứ hết trơn. Cái cảm giác của một người mẹ mà có con như thế, đủ thứ thông điệp ở trong này, em cảm thấy quá nể cái nhóm này, em quá thích luôn, em quá mê luôn, xuất sắc. Cảm ơn Diễn viên Khánh Như và xin mời lời nhận xét của giám khảo Hữu Quốc. Xem xong thì tôi không cho đây là một cái giấc mơ, mà đúng hơn nó là cái ước mơ. Đó là cái ước mơ chính đáng của những thân phận. Cũng giống như là ba vị giám khảo nữ ở đây, chúng tôi hoàn toàn bị cuốn hút theo các bạn. Cũng như tôi cũng đã từng nói với các bạn là đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Và chính những cái thông điệp và những gì các bạn thể hiện trên sân khấu, nó mang đến những cái màu sắc, nó mới mẻ cho cái chương trình này. Đi theo các bạn, mặc dù đây là vòng thứ 2 tôi làm ở vị trí giám khảo thôi, tôi rất là lo lắng. Tôi không hiểu là nếu mà cái game mà Lô Tô thì chẳng lẽ là chúng ta cứ lên rồi ca hát rồi sổ Lô Tô, rồi những cái mảnh đời nó quay quần cái đoàn Lô Tô không thôi hay sao? Nhưng mà chính hôm nay với tiểu phẩm này, với tiết mục này, không chỉ đội của bạn mà những đội còn lại sẽ mở mang hơn về cái chất xám để chúng ta đầu tư các tiết mục của chúng ta. Xung quanh nó còn rất nhiều đề tài để chúng ta khai thác. Các bạn đã chạm đến trái tim của chúng tôi cũng như là chạm đến trái tim của khán giả. Chúc mừng đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Vâng, thưa quý vị, một bước tiến cho các đoàn thi của chúng tôi đó là không chỉ kể câu chuyện tâm sự đời mình, mà các đoàn đang bắt đầu kể câu chuyện của người khác, của khán giả, của cộng đồng và xã hội. Và để tưởng thưởng cho tiết mục vừa rồi, xin mời điểm số đến từ nữ giám khảo Phương Thanh. Rao gì phải ca chứ. Hồi nãy là trên kia là ca là nhạc theo bolero, bài thiếu nhi theo bolero, rồi có theo phong cách cải lương nữa. Giờ Phương Thanh phải ca cải lương cho điểm. Trời ơi, mà nhạc của cho Phương Thanh mà ca theo cải lương. Có không Chanh? Có bài gì? Có bài gì? Trống vắng đi. Bài của Chanh. Trống vắng. Giờ đây sao trong vắng nhớ anh em buồn buồn vì ai? Chưa có số. Vì tôi sao ta bỗng thấy nhớ anh em cười con ở số 10. 50 điểm là điểm số chính thức đến từ nữ giám khảo Phương Thanh. Vâng, cảm ơn nữ giám khảo Phương Thanh và chúc mừng Sài Gòn Tân Thời. Và sau đây là điểm số đến từ nữ giám khảo Đoan Trang. Trời đất ơi, lần đầu tiên luôn á, chợ đầu tiên một cái game show mà bắt giám khảo là hát Lô Tô luôn á, quá hay rao luôn. Cải lương phong anh, cải lương phong. Cờ ra con mấy nào thì ra. Đã kế cận ôn hầu người ngốc đừng tuyệt vọng. Chờ hắn đến nơi này bố không thể dung tha. Con số 10 đó nha. Là điểm số chính thức dành cho Sài Gòn Tân Thời. Xin chúc mừng đoàn, xin cảm ơn các bạn. Cánh hát nhan hoa, từng dòng quay lại xoay những dòng đời. Rồi nha, bầu cua cá cọp chưa nha? Ai đặt vô sổ luôn, ai đánh bao nhiêu bắt bao nhiêu nha? Bầu cua cá cọp vô luôn nè. Nào, con cua. Rồi con cá 2 triệu vô luôn. Ừ, cua 2 triệu. Rồi cua 200. Nay 500. Rồi nay 500 luôn. Ừ, rồi vô luôn. Vậy. Vô luôn. Bầu 1 chai, tôm 3 chai, nay 4 chai. 8 chai. Khánh ơi, em thiếu chị nhiều quá. Khánh ơi, không có được. Khánh ơi. Vậy gán cho em mượn cái cuối đi. Trời ơi, không có được. Xíu lấy vợ rồi cho chơi cuối đi, rồi trả tiền sau. Ok không? Ok. Rồi gánh cưng cái gánh này luôn nha. Gánh cái này luôn. Rồi, bây giờ 1, 2, 3 bình sổ nè nha. Ui, này. Bỏ đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82,
qua, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, ơi, ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, vợ em, vợ em, vợ em, vợ em, vợ em đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, trời, đứng ra thổi chi vậy? Đang chơi ngon lành, vợ con về đâu đây? Thôi thôi, chị không mấy chị chơi tiếp đi, đừng đánh vợ em nữa. Ủa, bà cái đâu rồi? Mới chạy ra kìa, chạy theo, đuổi theo, mới chạy rồi. Trời ơi, ai? Dạ, dạ, đâu, đâu, đi đâu? Cái gì vậy? Hôm nay là ngày gì? Mà giờ này ông còn ở đây chơi bầu cua cá cọp? Đám cưới. Đám cưới mà giờ này ông còn ở đây? Ủa đám cưới mấy giờ? Đám cưới 11 giờ. Bây giờ mới 10 giờ 50 à? Còn tới 10 phút nữa mới đám cưới, bà hối tôi cái gì? 10 phút nữa bây giờ ông không về làm sao mà tôi đứng đón khách một mình tôi hay sao? Nè nha, tôi nói cho biết nha. Tôi mướn bà về đây làm vợ tôi nha. Tôi bỏ tiền ra tôi mướn, làm cái đám cưới giả tôi chiều ý ông già tôi. Bà không phải má tôi mà kêu tôi gì tôi làm cái đó. Bây giờ giả cũng phải làm, thiệt cũng phải làm. Bây giờ tôi hỏi ông là có về cưới không? Tôi chơi chút xíu tôi về. Có cưới không? Tôi chơi một chút xíu có thôi. Cưới không? Ê, ê, cưới cưới. Cảm ơn quan viên hai họ đã có mặt đông đủ trong ngày vui của chú rể Quốc Khánh cùng cô dâu Thanh Thảo. Cô dâu và chú rể đang tiến vào. Cô dâu và chú rể rất xinh đẹp thưa quý vị. Cô dâu chú rể chào mọi người. Cô dâu bước từng bước nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cô dâu té trào máu. Cô dâu đứng giật dậy nhìn đời. Cô dâu chú rể quẹo phải đi về. Liêu mà cũng liêu theo nữa. Ai biết kêu đâu ngồi đó thôi. Đứng đó đi. Dạ. Và bây giờ là mời đại diện bên nhà trai. Đó chính là ba chú rể. Là tôi. Dạ. Và bây giờ là đại diện bên nhà gái. Dạ mấy chị đang xem mặt em đó mấy chị. Dạ. Với lại đây là đám cưới chứ không phải đi duyệt binh nghe mấy chị. Dạ. Và bây giờ tôi xin đại diện nhà trai có đôi lời phát biểu. Con tôi nó tệ bạc lắm. Cờ bạc nè, đá gà nè, không cái gì nó cũng chơi hết. Hôm nay đông đủ là phải nói hết mày. Cái gì nó cũng chơi, tiền bạc của tôi nó đi hết rồi. Cái gì vậy? Tôi nói ra chứ cho người ta biết cái gì thể diện con đây đâu chứ. Dạ con tôi ngoài tứ đổ tường thì cái gì cũng tốt hết. Dạ, dạ bây giờ mời bên nhà gái phát biểu. Dạ. Mẹ thương bảo con thân gái yêu con ơi, đám cưới nhưng mà đám ma, khóc quá con. Bà kêu con nói mà, nói đi chị xui. Mẹ dạ. Thương bảo con thân gái đôi chân. Nói kia một nỗi con đi lấy. Một lần thì vui nghe. Trời đất ơi, tôi kêu nói mà sao không nói? Thì tôi nói rồi đó. Nói gì? Lời bài hát là tôi nói đó. Trời ơi, gọn vậy luôn hả? Dạ, xin cảm ơn ạ. Và bây giờ, cô dâu chú rể hãy dâng rượu mời bên đàn trai. Bà không biết uống, bà nhấp mồi thôi nghe. Đặc quá. Mặn dữ. Dạ bây giờ, con hãy mời bên đàn gái. Ô, đàn gái rất là văn minh, không biết uống rượu. Chắc đi xa nên hơi khác hả? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng cho Tân Lan và Tân Gia Nhân. 1, 2, 3, vô! Xin cảm ơn. Và bây giờ để cho
thêm phần hấp dẫn. Ai có tiết mục văn nghệ nào xin mạnh dạn bước lên. Tôi Ô là chị Xui, rất hoan nghênh tinh thần của chị. Dạ mời. Cảm ơn anh Xui. Dạ. Dạ, hôm nay nhân dịp đám cưới của con gái tôi, tôi có một bài hát. Bài hát này sẽ nói lên tất cả những gì mà tôi muốn nói. Cho em miếng nhạc đi, mấy cái anh nhạc công ơi. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm hiệu hát đến ngàn thu an giật dưới mồ sâu rất khô. Qua bao năm rêu xanh. Chị ơi chị, trời ơi, đám cưới con nhỏ mà hát đòi thông hai mộ là sao chị? Trời ơi là trời, tôi cầu chúc cho tụi nó trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc. Ôi chết mà nằm chung vậy là con muốn gì nữa. Trời ơi. Dạ xin cảm ơn lời chúc mừng đầy mùi tang thương của chị Xui. Dạ. Và bây giờ ai có tiết mục nào đặc sắc hơn, ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn, hãy mạnh dạn bước lên đây thể hiện bản thân mình. Nào, đừng uống, bước lên. Dạ thứ ba, tánh rất kỳ luôn nghe con xin hát. Dạ em rất là vui. Em vui dữ lắm. Vì ngày hôm nay có mặt bà cô bác tham gia buổi tiệc cưới ngày hôm nay của em. Trong đời em nghĩ chưa bao giờ em có được một cuộc buổi tiệc như vậy. Mà ngày hôm nay bà con đến đông đủ như vậy em cảm thấy em rất là vui. Con đang vui bà để cho con nói được không? Bà nãy giờ con xuất hiện là con khóc. Con ơi, đám cưới phải vui lên, giật không khí lên. Bây giờ ba muốn vui phải không? Ừ. Giờ con cho ba vui. Đúng rồi. Cờ ra bà con, mấy con mấy cờ ra. Mấy cờ ra, cờ ra bà con. Mấy gì đây? Máy gì đây con, số gì đây, số gì đây? Bóng tròn do, tròn to. Bóng xì hơi, xì hơi. Bóng ơi, bóng nổ cái hình là con số 9. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Rồi cả ta còn mấy, còn mấy. Trong ngôi nhà ma dường như có ma, nó lú đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh, nó lú đầu ra làm em giật mình. Hại mười chín, hại mười chín, hại mười chín. Đinh má, mấy con không có hỏng mà bằng má. Nghe, 29 không? 29, 29 rồi cờ ra con mấy. Con mấy mày ra, mấy mày ra, vù lê vô. Năm mười ba đã tờ ra con mấy, còn mấy mày ra. Cô em với. Cái gì vậy? Cái gì? Cứu cái gì? Cái gì em? Cô em với. Gì ai cứu em? Cứu em. Ai cứu em? Cứu em. Ai cứu? Alibaba. Alibaba vô nhà người ta dắt xe chạy ra. Alibaba. Dẹp hết. Ai vậy? Dạ chị, con Thảo Mập đâu? Dạ bây giờ là đám cưới, cái gì từ từ mình nói. Tôi tìm con Thảo Mập. Ở đây không con Thảo nào mập. Con Thảo Mập đâu? Tôi đã nói ở đây không con Thảo. Tôi tìm con Thảo Mập một lần nữa. Con Thảo Mập đâu? Có. Ôi, bà đã nói là giấu đi rồi, ra đi chi nữa? Bà để cho con. Thôi bỏ đi con. Bà để cho con mà. Thôi bỏ bà đi để mà. Cho con mà. Trời ơi. Ai kiếm con Thảo Mập đâu?
kiếm Thảo Mập phải không? Ê, ôi trời trời đất ơi, trời ơi, con dâu của tôi mà sao à? Ở trên nữa nè. Sao? Tiền của tao bây giờ mày có trả hay là không? Dạ trả, dạ trả. Nhưng mà em hứa với chị là xong ngày cưới của em ngày hôm nay em mới trả tiền chị mà. Tao không cần biết. Mày không có tiền mà trả cho tao mà mày có tiền mà làm đám cưới. Mày phải trả ngay bây giờ. Rồi, được rồi, để em kêu chồng em, chồng ơi. Trả. Thôi, trả. Đừng chỉ. Đó chị. Nói đi, nó có ở hước này đâu. Nó kìa. Em qua nói chuyện với chồng em kìa nè. Alibaba nữa hả? Ta lại đòi nợ kìa. Nợ gì? Tiền nợ mà ông trả tiền tôi trả cho người ta đó. Thì đó người ta đám cưới xong mình trả đó, cái gì đâu. Chị ơi, hôm nay vợ chồng em đám cưới rồi chị. Có gì để qua cái... Cái gì vậy? Tôi thiếu bà luôn á. Một năm nay mày trốn ở đâu? Hey! Chạy đi con. Chạy đi. Có đâu, em chạy qua. Hôm nay tao coi mày chạy được bao xa. Vậy rồi, chạy qua lấy ghế chị ngồi. Lấy ghế chị ngồi. Dẫn ngoài cho. Qua đây ngồi chị ơi. Ngoan. Dạ. Dạo này khỏe hả chị? Bây giờ trả tiền cho tao. Dạ chị bình tĩnh chị. Em nói chị nghe nè, bây giờ xong cái đám cưới này, và em hứa là xong cái này là ổng cho tiền em liền, cho nên chị chịu khó, chị đừng có quậy em. Xong cái đám cưới này em tận, em qua tận nhà chị em trả tiền liền. Hứa. Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả Khánh? Không, lần này là lần cuối cùng em thề luôn, em thiếu chị bao nhiêu? Mày thiếu tao 800 triệu. Gì 800 triệu? Thiếu bà con 100 triệu hả? Trời đất quỷ thần ơi, tiền của chị là tiền sanh tiền tử. Sanh tử gì xưa bà hứa với tôi là bà lấy lãi tôi nha. Cao lắm là lấy hạ lãi 200 triệu mà mất mới gì là lãi lên 800 triệu. Nè, để tao tính cho mày biết. Ngày xưa đó, mày mượn tao tiền đó là tiền mẹ. Lâu quá rồi, mẹ nó đi lấy chồng, nó đẻ ra lại con. Rồi con nó lớn lên nó ăn học á, nó có vợ, nó đẻ ra thành lại cháu. Rồi bây giờ cháu nó lớn lên á, nó chơi Facebook, nó đẻ thêm 365 lãi. Lãi gì vậy? Bạn chung. Đi nha. Bà vô bà sổ lãi hay bà đòi nợ, bà vô bà lãi không vậy? Bây giờ tao hỏi mày có trả hay là không? Mày có trả hay là không? Tôi thiếu bà có bao nhiêu mà bà đòi tôi 800 triệu? Quên! Trời ơi, trời ơi, chị ơi, chị! Trời ơi! Chị ơi, cái đám cưới của em! Ở đây! Đừng bà, đừng! Ba giờ ơi! Đừng, đừng! Bà quay đường cho em! Bà muốn cái gì? Hả? Bà ra đây! Bà! Đi ra đây! Ra! Qua đây nè, nghe cái đèn nè! Bà quậy đủ chưa? Nợ thôi mà. Từ từ trả. Tôi hứa với bà xong ngày hôm nay tôi trả nợ mà tự nhiên bây giờ bà lại bà quậy với coi còn cái gì cái đám cưới của người ta nữa. Em lại chị. Bây giờ tao không cần biết, không cần lại lục gian sinh, tao chỉ muốn lấy tiền. Cho em một phút. Một phút. Bắt đầu. Ba ơi. Vợ chồng con giờ người ta tới đồ quá ba. Không ấy ba giúp đỡ vợ chồng con lần này, ba hứa là đám cưới xong cho tiền tụi con đúng không ba? Bây giờ coi như ba ứng trước đỡ đi, chứ bây giờ ta đòi quá, vợ chồng con đám cưới xong á mắc nợ đi đầm ăn công chuyện không được, ba giúp vợ con lần này đi ba. Mày diễn đủ chưa? Tao đẻ mày ra được mà Khánh, hôm nay mày dùng cái cách này mày qua mặt lấy tiền tao hả? Trời ơi Khánh ơi là Khánh. Con dại cai mang, số tiền của con tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần cho tôi thêm một tháng, nhất định sẽ có tiền trả liền. Không có một tháng và không có một ngày, mà phải trả ngay bây giờ. Nếu không trả, tôi nói cho bà con hai bên dòng họ biết con ông là như thế nào. Quý vị ở đây hả? Đánh đó chạy ấy 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 ba tôi mà đánh ra ấy ba ơi ba tôi đi ra đi ra đi rồi đi ra. Ê mày là sao hả? Ê tao mắc nợ mắc mới đánh bà tao. Ê tao nói từ từ tao trả.
tụi mày xây ra. Bây giờ nợ của tao thì mày xử luôn nè. Lại mày làm tao đi. Ê, giết tao đi. Cầm. Mày muốn chết phải không? Hôm nay tao quyết định rồi. Tao mà không lấy được tiền của mày, tao giết mày. Đủ rồi. Sợ chưa con? Hả? Cái lúc mà con cờ bạc, con có nghĩ tới ngày này không hả con? Mà giờ con sợ. Con nghĩ là con thuê mọi người trong đoàn lô tô vô làm đám cưới, qua mặt được ba hả? Xin lỗi con. Con thuê bao nhiêu ba trả gấp đôi, đúng không? Đúng. Cái tụi này nè, không những ba trả hết nợ, ba còn mướn ngược nó vô đây nữa kìa, đúng không? Đúng. Mày tưởng nó là chùm hả? Xin lỗi, ba mày mới là chùm nè. Sao sao trứng rồi khôn hơn vịt đó mày. Nếu ngày này mà có thật là sao? Cái mạng già này còn đứng đây không? Hôm nay tao tự mặt mày. Ba ơi, thật sự con sợ lắm ba. Con thiếu nợ bao gian, con không làm ăn được gì hết. Con tính là hôm nay con nói với ba con có tiền rồi con trả nợ hết, con không có cờ bạc nữa, con thề với ba luôn đó ba. Ba ơi, con hứa ba một lần cuối cùng mà ba đừng có bỏ con ba. Con sợ rồi. Hối hận chưa? Dạ, hối hận rồi. Chắc không? Chắc. Con tôi giỏi quá bà con ơi. Trời ơi, giỏi dễ sợ, giỏi gì đó nó hối hận rồi. Giỏi dễ sợ à. Dạ, cảm ơn bà con đã tới đây giúp đỡ tôi, dạy con tôi bài học. Bây giờ trước khi mọi người ra ngoài lãnh lương, mời mọi người ở lại cùng chung vui. 1, 2, 3, go! Một cuộc lột xác mới của đoàn Dòng Thời Gian. Và sau đây xin mời lời nhận xét của giám khảo Hữu Quốc. Giả sử mà em mời anh Hữu Quốc, tại vì anh cũng đã chứng kiến những cái lần thủ vai trước của đoàn Dòng Thời Gian, và do đó anh có thể dựa trên cơ sở đó để nhận xét một cách chuẩn xác về năng lực của đoàn trong khi gặp một cái đề tài rất khó như thế này. Lại là một cái màu mà nó lại rời khỏi cái gánh lô tô truyền thống. Cái sự kiện được tổ chức ở một cái nơi khác ngoài cái đoàn lô tô. Xem thì ban đầu á, tiếc một cái tí xíu thôi, là cái nội dung nó lại vẫn rơi vào một cái nhân vật phụ diễn. Cái tiết mục này nếu mà xuất sắc hơn thì nó không bằng cái tiết mục mà tôi đã xem ở những cái vòng trước. Nhưng mà các bạn cũng cố gắng tạo nên những cái tiếng cười. Tôi biết chắc là các đoàn mà bước vào cái vòng này, các đoàn rất sợ. Bởi vì ở ngoài mấy chị em nói chuyện vui kinh khủng luôn. Nhưng mà để mang cái tiếng cười đó, để mà chúng ta truyền tải cho khán giả cùng cười với mình, thì cái điều đó nó áp lực kinh khủng với các chị. Nên là không chỉ đoàn Dòng Thời Gian đâu, mà ba đoàn trước, đoàn nào cũng lại bị áp lực. Rất là chia sẻ với những cái sự lo âu của các chị. Tuy nhiên là kịch bản này có một cái kết khá bất ngờ. Tôi rất là rùng mình bởi vì cái cách xử lý sân khấu mà làm cái bén bén rồi. Đã thật sự là tôi lo lắm, bởi vì nếu mà diễn thì lần sau thì các bạn diễn nó kỹ thuật tí xíu, kỹ thuật sân khấu tí xíu. Còn cái này nó bị tự nhiên chủ nghĩa quá, các bạn diễn thật quá, ở dưới nó cảm giác sợ. Chị Phương Thanh với chị Khả Như hết hồn. Phương Thanh không có sợ. Tuy nhiên, trong cái tiết mục này thì có một điều mà Quốc thèm lắm. Giá như cái cô đi đòi nợ á, vô á, mà bây giờ á, nói không, tôi muốn vạch mặt cho cô dâu, thực ra cô dâu không phải là cái gì gì đó, ví dụ vậy đó, thì cái kịch tính nó đẩy hơn về phía bên các nhân vật nữ có mặt trên sân khấu, mà lại này là dồn vào bạn nam nhiều quá về cái chuyện mà Tứ Đổ Tường thôi. Dù sao thì cũng chúc mừng các bạn có một cái tiết mục mà đã làm cho chúng tôi hết hồn. Cảm ơn anh Hữu Quốc. Thật sự ra thì nếu mà nói về cái duyên tự nhiên của người nghệ sĩ và cái áp lực đứng trên sân khấu và nghệ thuật hóa cái duyên hề hước đó, thú thật với quý vị, ngay bản thân nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, mỗi khi mà đi ăn ốc hay ăn hột vịt lộ thì rất là hề hước, rất là duyên dáng và vui vẻ, chứ không có nghiêm túc như vậy đâu. Và sau đây xin mời lời nhận xét của nữ giám khảo Đoan Trang. Cũng giống như anh Hữu Quốc vừa chia sẻ là đây là một cái câu chuyện khác ở bên ngoài cái đất diễn của mình. Nhưng mà các bạn vẫn đưa được một cái thông điệp là cờ bạc, mà không phải ở trong một cái cuộc chơi game show nào người ta cũng có cơ hội để người ta thể hiện cái thông điệp này. Tứ Đổ Tường đồ này kia ha, một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời nhắc nhở cũng rất là khéo léo. Tuy nhiên cái trang tiếc là các thành viên ở trong đoàn á, không có được cái cơ hội để mà thể hiện mình mạnh mẽ hơn.
mà là tập trung vào chỉ có hai cái nhân vật là Thảo với lại cái cô giang hồ đi đòi nợ thôi. Rồi đa phần lại là bị dồn vào Khánh với lại ông cha đó nhiều quá. Mà thật sự là hai người đó diễn rất là có duyên, nhất là ông cha là tên gì ta? Hữu Đằng. Lần đầu tiên Trang cũng được biết bạn đó, rất là duyên dáng. Thì Trang rất là tiếc, vậy thì những nhân vật kia ở đâu? Và cái lô tô thể hiện ít quá. Vậy thì các bạn đang thi điều gì? Ha, Trang vẫn nghĩ là chị Phụng hoặc là các bạn còn lại với những cái áo dài rất là đẹp. Trang còn đang trầm trồ, trồ ôi rất là fashion luôn á. Áo dài vàng, quần xanh, rồi cái áo dài tím kia, cái dáng đẹp quá. Nhưng mà cái thể hiện của mình không nhiều, nó làm cho cái phần biểu diễn mà sâu xa là những thành viên trong đoàn, mình không có được cái cơ hội để mình tỏa sáng. Trang rất là mong là đoàn của mình sẽ được vào vòng trong để cho mình có thể đưa ra những cái tiết mục mà mình có thể làm đồng đều hơn đất diễn của các nhân vật ha. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn lời nhận xét của Niệm Khảo Đoan Trang. Chúng ta có thể thấy dụng ý khi mà chúng tôi có những vị khách mời là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, đó là trong khi các nghệ sĩ trong đoàn truyền tải được thông điệp, câu chuyện hết sức mình, thì chính cái phần hài hước, duyên dáng đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ khách mời để nâng đỡ cho mỗi phần thi của các đoàn, không chỉ là cho điểm số mà cho sự hưởng thụ của quý vị khán giả. Chắc chắn rằng là đoàn cũng rất là băn khoăn là liệu cái duyên của những nghệ sĩ dân giả có thể mang được đến với quý vị cái thông điệp mà họ muốn truyền tải qua màn ảnh nhỏ truyền hình hay không. Và nếu mà nói rằng là truyền tải thông điệp qua sự duyên dáng và nụ cười, xin mời ý kiến của nữ giám khảo Khả Như. Khi mà cái nhóm thì ra em trời ơi nói là trời đi thi hoa hậu hay sao mà nhóm đẹp quá trời đẹp, các thành viên ai cũng đẹp trơn, giờ đứng dàn hàng giống như chờ báo danh chờ đợi hoa hậu vậy. Bà Trác Thi Miêu bà không phải là hoa hậu đâu ha. Không sao chị, bây giờ dành phần cho người ta đi nào, mình làm vedette hoài đâu có được. Như thế này, em đối với em á, thì em, khi mà em xem cái này em nói trời ơi sao diễn hay dữ vậy. Đối với em các bạn, các anh, các chị ở đây diễn rất là tốt, nhưng mà gợi cho em quá nhiều. Trời ơi mặc đồ đẹp rồi em nói chết rồi, một hồi có thế nào cũng có tiết mục thời trang, không có lửa. Có hát em đợi một tí xíu nhiều hơn một chút nữa về ca, về hò về lô tô một tí thì lại không có. Nhưng ở đây thì em lại thấy được một cái màu sắc rất khác, không cần phải là phải kể về câu chuyện của mình mà xem tụi tôi đóng vai khác như thế nào, thì đây đúng là em mãn nhãn. Ở đây á thì mãn miếng dành cho mấy chị ở đây á thì không có nhiều, thật sự là không có nhiều, nhưng cái hài ở đây nó nằm ở câu chuyện, nó nằm ở cái tình huống kịch mọi người đã dàn dựng ra. Em vẫn cảm thấy đây là một cái hài rất khác trong cái chủ đề hài ngày hôm nay. Mà em nghĩ nha, cái này không phải bộc phát đâu, mà cái này em cảm thấy là một sự tính toán rất là triệt để. Tại vì khi mà đặt một cái gì trên sân khấu, em tin rằng ở đây là một cái sự mà làm cho giám khảo phải điểm nhấn chương trình. Em nói thiệt luôn á, em coi tới đây một cái trời ơi chết tới nơi rồi. Đúng là em thiệt, em bị cuốn vô câu chuyện là em không biết như thế nào để coi giải quyết cho lẹ như thế nào. Thì đây là một cái chiêu. Và em nghe đồn là mấy dòng trước hay lắm, là hay luôn. Và em có một cái niềm tin là nhóm nếu mà đi sâu hơn nữa, em tin chắc là sẽ có nhiều tiết mục hay nữa. Em cảm ơn ạ. Chị Chanh nè, chị Chanh phân tích. Chị Chanh ý kiến gì chị Chanh ơi? Giống như Hữu Quốc nói, các bạn đã tạo ra một hoàn cảnh khác và những số phận khác. Đó là một điều mà mỗi tập chúng ta phải cố gắng. Cái điều thứ hai nữa là ở cái tiểu phẩm này thì người diễn phụ không diễn nhiều nhưng mà đập phá rất nhiệt tình, cũng nổi trội được cái cá tính của diễn viên phụ. Nói chung là vừa có cái chết bi, chết hài, rồi cái tiết tấu hay là từng cái cảm xúc rất nặng trên sân khấu, nó cũng là hỗ trợ cho cái tiết mục của mình. Một điều hay ở cái tiểu phẩm này đó là cái cách giải quyết cuối cùng của các bạn. Các bạn đã có cái thông điệp để nhắn nhủ như vậy. Người cha hay người mẹ nào thì cũng phải muốn dạy dỗ con mình bằng phương pháp này hoặc tất cả phương pháp khác. Thì ông đã lấy gậy ông đập lại lưng ông. Đó là những điều các bạn được chúc mừng các bạn rất nhiều. Vâng, ý thức rất là sâu sắc những cái điều mà quý ban giám khảo muốn gửi gắm cho đoàn. Với một thời lượng được phép trong mỗi vòng thi, các đoàn đã phải đứng trước một sự chọn lựa là thể hiện bản lĩnh thi triển, bản lĩnh cá nhân, hay truyền đạt cho bằng được thông điệp. Chính họ với công việc lương thiện và cao quý của mình đã giúp cho các thành viên trong đoàn tránh xa những tệ nạn đó, mà nếu ăn không ngồi rồi rất có thể sẽ là một cái bẫy cho từng thành viên anh chị em nghệ sĩ trong các gánh lô tô. Câu chuyện đó đã phải tóm thật gọn và các nhân vật chính, những nhân vật có tài hoa đa kỹ năng đã phải bước lùi lại một chút xíu để truyền đạt được thông điệp đó một cách an toàn và trọn vẹn đến qua tiểu phẩm vừa rồi. Và sau đây xin mời điểm số đến từ nữ giám khảo Phương Thành. 1, 2, 3 chúng ta hát chung đi cho vui đi. Tại sao chúng ta cứ phải tách rời? 2, 3 Vù lê vù. À ha. À ha.
Cười là con số 10. 10 chính là điểm số chính thức đến từ nữ giám khảo Phương Thanh. Và sau đây xin mời điểm số đến từ nữ giám khảo Đoan Trang. Alibaba. Con số nào ra, cờ ra có mấy con số nào ra, con số nào ra. Trời ơi, tự nhiên bữa nay sao tự nhiên em thèm ăn bơi. Con số 9.5. 9.5 là điểm số chính thức đến từ nữ giám khảo Đoan Trang cho đoàn Dòng Thời Gian. Xin cảm ơn quý ban giám khảo và xin chúc mừng đoàn Dòng Thời Gian. Gánh hết hèn hoa, đừng dòng quay lại xoay những dòng đời. Kết thúc chủ đề hài đầy hấp dẫn và vui nhộn, các đoàn lô tô đã phần nào khẳng định cho khán giả thấy được khả năng diễn xuất ấn tượng và lỗi hài duyên dáng của mình. Ở chủ đề tiếp theo của lô tô show Gánh hát ngàn hoa, các đoàn lô tô sẽ đưa khán giả đến với nét đặc trưng, đặc sản của các tỉnh ở nhiều vùng miền khác nhau. Đoàn Sài Gòn Tân Thời, chỉnh chu và đột phá cùng với văn hóa vùng đất bảy núi An Giang. Đoàn Mạnh Quyên nổi bật và lột xác với đặc sản và bộ môn nghệ thuật hát bội truyền thống của tỉnh Khánh Hòa. Một cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt, bởi đây sẽ là vòng thi quyết định ba đoàn đi tiếp vào vòng tiếp theo. Đón xếp tập chính sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 12 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Lotto Show Gánh hát ngàn hoa, vòng quay xoay vòng đời. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.